Rồi ngồi đi bạn. Rồi mời bạn giới thiệu. Dạ em chào chị Cát Tường, anh Quyền Linh và quý vị khán giả. Em tên là Hoàng Thị Thủy, năm nay 24 tuổi, hiện đang là nhân viên kế toán ở Bình Dương ạ. Em ở nhà ở Bình Phước. Nhà Bình Phước đi làm ở Bình Dương. Mời bạn trai. Dạ xin chào anh Quyền Linh, xin chào chị Cát Tường, xin chào bạn bên kia và xin chào quý vị khán giả trong trường quay. Mình tên là Nguyễn Đức Hùng, mình năm nay mình 27 tuổi. Hiện tại là mình đang là nhân viên của phòng quản lý chất lượng của công ty Bê Tông Ly Tâm Thủ Đức 1. Làm việc ở đâu? Dạ em làm việc ở Bình Dương, Sài Gòn. Tại công ty em thì ở tại thị xã Tân Uyên ạ. Tức là dạ. Của Bình Dương luôn đúng không? Dạ. Quê em ở đâu? Em thì sinh ra ở Hà Tĩnh và lớn lên thì em ở lớn lên ở Đắk Lắk. Làm dạ. Ở Bình Dương á? Dạ em làm ở Bình Dương. Lại rồi bạn bên kia là cũng là làm ở Bình Dương. Nghe cái cười tươi lắm, thấy thuận lợi rồi. Rồi điểm mạnh điểm yếu của mình đi bạn. Dạ điểm mạnh của em là em chân thành và rõ ràng. Ừ. Có trách nhiệm với lời nói của mình và hành động của mình. Ừ. Mọi người thường nhận xét em là hiền và nhút nhát. Hiền và nhút nhát. À, chị phải ráng tự tin lên, không sao hết ha. Mình có nhược điểm gì không em? Em hiền, nhút nhát và khả năng giao tiếp của em không tốt. Ừ. Thế công trong công việc mình không có thường hay giao tiếp nhiều hả? Dạ, em làm ở bộ phận kế toán nên giao tiếp nội bộ trong công ty nhiều. Ngoài công việc đó em có làm việc gì nữa không? Dạ, buổi tối em có đi dạy thêm tại phường Phú Lợi. Em dạy cái gì? Dạy lớp tình thương ạ. Dạy tiểu học từ lớp 1 tới lớp 5. À, nếu như vậy thì mình cũng là phải năng động hoạt bát, mình cũng dạ. Giao tiếp tốt chứ. Ở trong lớp thì em giao tiếp tốt, còn ra ngoài em ngại. Giao tiếp với mấy em nhỏ thì tốt. Dạ. Giao tiếp với người lớn thì ngại. Dạ. Rồi, mời bạn trai. Dạ, em thì ưu điểm của em thì chắc là nấu ăn tốt, chơi thể thao khá, hát hò thì trung bình, mà làm việc là bạch linh tinh thì ổn. Khuyết điểm là gì? Khuyết điểm của em chắc là cái tính của em nó hơi người ta gọi là lăn chăn đó, khi mà vào một việc gì đó thì em chưa suy nghĩ rõ ràng thì em đã quyết định rồi. Hát hò trung bình đâu, thử hát bài cho nó vui coi. Thôi thì gửi tặng các quý vị khán giả và các bạn bên kia thêm gửi tặng bài Châu An gần em gần thêm một chút nữa. Trái tim anh hòa dòng máu nóng để yêu em, giấc mơ ở lại bên tôi đừng tan nhanh, ngày mai thức giấc thay giữa lòng ngừng là hình bóng ấy. Nắm tay anh đừng để anh đi, đừng để anh đi, lỡ sinh ra là để yêu nhau chẳng rời xa đâu, bình yên ở đây, ở đây chẳng đâu xa vời. Bạn trải qua mấy mối tình rồi? Dạ em trải qua được 3 mối tình rưỡi. 3 mối tình rưỡi luôn. Rưỡi là sao? Rưỡi là tức là em cái mối tình của cuối cùng của em thì nó gọi là bắt đầu chớm nở, nhưng mà nó chuẩn bị chưa tới đâu vào đâu thì lại phải dừng lại, nên gọi là 3 mối tình rưỡi chị Tường. Rưỡi. Như mối tình trong 3 mối tình đó, mối tình nào sâu đậm? Và mối tình sâu đậm với em nhất là mối tình thứ 3. À bao nhiêu năm? Dạ em thường thường thì yêu chung tình lắm, 3-4 năm lận. Mối tình cuối đó cũng 3 năm. Tại sao lại phải chia tay? Dạ thứ nhất là vì khoảng cách địa lý, là nhà em có xảy ra chuyện thì em có về Đắk Lắk sống một thời gian, và sau này thì em có xuống đây làm thì hai bên cũng có gặp nhau, cũng có nói chung cũng tình cảm với nhau lại, nhưng mà nó có gặp trắc trở về một số vấn đề nên là bọn em quyết định là chia tay. Rồi bây giờ tình trường của em sao? Dạ em có một mối tình 4 năm đại học. Rồi lý do sao chia tay? Em nghĩ là lúc tụi em quen nhau là đã sai rồi. Sao sai? Là sao? Tụi em quen nhau xong tìm hiểu nhau, thấy tính cách của nhau khác nhau, nhưng mà cố gắng để quen nhau, nhưng càng cố gắng thì càng cảm thấy không hợp nên chia tay. Thôi bây giờ ai cũng có mối tình rồi, chuyện cũ bỏ qua nè. Bây giờ mình nói tới người mới đi. Em muốn tìm một mẫu người bạn trai như thế nào? Bạn trai phải cao khoảng 1m7. Bên kia cao nhiêu em? Em cộng 4 phân nữa em mới bằng được chỉ tiêu đó chị ơi. Bớt chút xíu được không em? Dạ không sao ạ. Em còn tiêu chuẩn gì nữa em nói dạ, luôn cho không, bạn trai mình. Không có đô con. Không quá đô con. Không hút thuốc. Không gia trưởng. Hai cái đó em không có. Hòa đồng, vui vẻ, dễ tiếp xúc, dễ gần. Sao em được bao nhiêu phần trăm? Dạ em chỉ có là không cao được 1m7 thôi chị ơi. Còn lại em đáp ứng được chị ạ. Được hết. Dạ. Rồi vậy bạn trai, tiêu chuẩn sao?
tiêu chuẩn của em về bạn gái thì là đủ các bộ phận cơ thể trên con người là được. Thứ hai là dễ thương một chút, ngoan hiền một chút, lễ phép một chút. Và em cần một người phụ nữ của gia đình. Nếu như một người phụ nữ gia đình ta có khiếm khuyết một cái gì đó trên cơ thể thì em không chấp nhận à? Dạ không, tức là mình đang nói với Von thôi, tức là đầy đủ chân tay mắt mũi giống như mọi người. Dạ, nên còn nếu mà người... tình yêu đến thì mình không thể nói được vấn đề đó anh Linh. Đúng rồi, dạ, tình yêu mà đã nói được đâu. Dạ. Anh qua anh xem thử có đầy đủ tất cả mọi bộ phận cơ quan. Chào em. Dạ chào anh. Dễ thương. Em ghét nhất tật xấu gì của người đàn ông? Dạ bê bối ạ. Bê bối. Em có bê bối không? Dạ không anh ơi. Không có bê bối. Dạ. Lăng nhăng nữa. Có lăng nhăng không? Dạ không anh ơi. Em chung tình 4 năm lận mà anh. Đàn ông bê bối lăng nhăng là cũng mệt lắm ha. Nếu như được thì khoảng bao nhiêu em chấp nhận cho đàn trai bước tới? Dạ tùy vào bạn trai ạ. Tùy bạn trai muốn bước lúc nào bước đúng không? Dạ, không phải ạ. Tùy vào bạn trai thể hiện như thế nào. À, con số cụ thể khoảng 1 năm, 2 năm, 6 tháng gì được không? Dạ được 1 năm. 1 năm? 1 năm. Đúng không? Đàn gái đầy đủ tất cả những bộ phận trên người. Không. Em hình dung bạn gái như thế nào em nói chị nghe coi. Chắc là một người em chào chị. Một người chắc cao tầm 1m57, 58. Trắng, da trắng. Da trắng, tóc dài, màu đen. Thường thường. Màu dữ lắm. Mình có phải làm dâu không em? Dạ có chị ạ. Hiện tại giờ gia đình em thì còn em, còn mẹ và em và em gái em. Mẹ em thì hiện tại giờ đang sống Đắk Lắk, còn em gái em thì đang bán thuốc tây tại Bình Dương. Ừ. Dạ. Ủa nếu mà vậy làm dâu là mình đi về Đắk Lắk sinh sống hả? Không, tùy vào thuộc vào người vợ của em. Người vợ của em nếu mà anh ơi mình về quê Đắk Lắk sống thì em sẽ về Đắk Lắk sống và ổn định công việc. Còn bạn nữ mà nói anh ơi mình ổn định tại Bình Dương đi thì em sẽ đồng ý theo bạn nữ. Ở đâu mà vợ chồng làm ăn, ăn nên làm dạ, ra. Dạ, ăn nên làm ra là được. Có dạ. Của cải, tiền bạc dành dụm cho con cái sau này là được đúng không? Dạ, không đúng. Nhất thiết là ở đâu. Dạ. Rồi, dạ. Đồng ý. À, nhà trai cũng rất dễ dàng ha. Bây giờ em có đi với người thân không? Dạ có, em đi với cậu mợ và em của em. Cậu mợ, rồi để nghe ý kiến cậu mợ coi sao ha. Em chào anh Quyền Linh, chị Cát Tường và khán giả trong trường quay. Mợ thì thấy bạn trai này là mợ thấy được rồi. Bạn này cũng quê gốc Hà Tĩnh, cũng giống quê mình luôn. Tiêu chí chọn hai bạn ấy thì hai bạn đều đáp ứng được của nhau. Còn cháu của mợ thì rất là ngoan hiền, dịu dàng. Cũng như tiêu chí của bạn đưa ra. Thế mợ thấy được ấy, mợ chọn bạn này. Mợ chọn rồi đó. Dạ, cảm ơn mợ. Rồi, em trai đi với ai? Dạ, hôm nay em đi với bạn và các anh chị đồng nghiệp trong công ty ạ. Rồi, đại diện đàn trai đi. Xin chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường, chào hai bạn trẻ. Và xin chào tất cả các khán giả trong trường quay. Mình tên là Thu Thảo. Mình là một người chị, cũng là một người đồng nghiệp với em Hùng. Hùng thường ngày thì rất là vui tính, hòa đồng và thân thiện với mọi người. Chị thấy là bạn nữ bên cạnh là cũng rất là dễ thương, hiền. Và quan trọng là hai em là cùng làm ở Bình Dương. Chị thấy hai em là có nhiều điểm cũng rất là hợp nhau. Chị cũng hy vọng hai em cho mình một cơ hội để tìm hiểu nhau sau chương trình này. Rồi, cảm ơn chị. Qua khảo sát hết cả nhà rồi ha. Bây giờ hai bạn tự suy nghĩ, gặp nhau và quyết định có bấm nút hay không. Mở rào. Mời bạn. Mình có món quà tặng. Dạ, em cảm ơn anh. Em cũng có món quà tặng anh ạ. Đây là cuốn sách Hãy Chọn Yêu Thương. Hy vọng là anh sẽ rút ra được nhiều yêu thương trong đó. Cảm ơn em. Dạ, cảm ơn. Em làm anh bất ngờ quá. Dạ, sao? Anh suy nghĩ về em khác mà giờ chắc lại. Nhưng mà thấy em dễ thương hơn trong lúc anh suy nghĩ. Hiện tại anh đang làm ở Bình Dương. Hiện tại anh đang làm Bình Dương. Anh làm ở chỗ đường gần chỗ miếu ông cụ của em. Em làm ở trong viên ship 2. Viên ship 2 à? Vậy mình có thể gần nhau rồi đó. Thường thường thì thời gian rảnh của em thế nào em? Em thì buổi tối 2-6 thì em đi dạy. Còn 3-7 thì em ở nhà. Và chủ nhà thì ở nhà của anh. Anh có muốn hỏi em gì không ạ? Anh muốn hỏi em nhiều lắm mà. Vậy thì anh hỏi đi ạ. Hơi run. Thường là người đẹp thì anh hay bắt được sống nhiều lắm.
Vậy lại. Mà hôm nay tự nhiên đẹp quá nên là cũng miệng lừa dữ ha, cũng được. Hẹn hò thế nào các bạn? Một tuần, mỗi tuần ta gặp nhau bao lâu, bao nhiêu lần? Mỗi tuần thì anh có thể dành hết một tuần cho em được. Rồi quan niệm về hôn nhân gia đình như thế nào? Đối với em, tình yêu là một thứ gọi là thiêng liêng lắm. Đối với em thì em sẽ có hy sinh hết về tình yêu để không phải hối tiếc về cái người gọi là mình chọn để làm vợ của mình. Bây giờ cho bạn trai một quyền ưu tiên, bạn hãy tiến tới nắm tay bạn gái. Bạn gái khá nhút nhát, mình phải chủ động lên. Nói gì từ trái tim của mình nha. Tiến tới, mạnh dạn lên, xin phép nắm tay. Anh nắm tay em được không? Dạ được. Anh thì là người xây dựng. Anh muốn nói với em là nắng gió công trường anh không sợ, chỉ sợ đường về thiếu bóng em. Em cũng hy vọng anh sẽ là một người của gia đình và giống cậu em. Cậu em cũng là một người của gia đình. Cậu luôn lo lắng và chăm sóc không những mợ mà cả em nữa. Nên em cũng hy vọng anh thấy được cậu em. Anh cũng sẽ cố gắng là một người đàn ông của gia đình. Dạ. Nếu em đồng ý bấm nút của em. Dạ. Hai bạn hãy suy nghĩ thật kỹ nha. Có cậu mợ, có bạn bè, tất cả mọi người chứng kiến. Chúng ta bấm nút là hẹn hò với nhau, tìm hiểu để tiến tới hôn nhân các bạn nhé. Hãy đưa ra quyết định của mình sau 3 tiếng đếm. 1 2 3 Hết thời gian. Hết thời gian. Rồi hai bạn nắm tay nhau đi nào. Hãy xin phép cậu mợ. Dạ, xin phép cậu mợ cho con được được hôn bé. 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 Rồi. Hôn đi. Bé đang chờ. Quê quán và công việc của mình là gì ha? Mình tên là Bùi Thị Duyên, quê ở Lâm Đồng. Thì hiện tại mình đang làm trưởng phòng dịch vụ khách hàng bên ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng. Duyên là sinh năm bao nhiêu? Mình sinh năm 1988. Dạ rồi, sinh năm 88. Mình đang là trưởng phòng dịch vụ khách hàng. Rồi, bây giờ chị Duyên chia sẻ một xíu về bản thân mình đi. Tính cách, điểm mạnh, điểm yếu của mình ha. Tính tình của mình thì cũng vui vẻ hòa đồng, nhưng mà đôi khi thì mình cũng hơi nóng tính, mình không có điều chế, không có kiểm soát được cái cảm xúc của mình. Đúng rồi, nhưng ưu điểm thì các bạn nhận xét mình là mình luôn biết nghĩ cho người khác, biết quan tâm tới người khác. Rồi còn nhược điểm của mình thì mình, thì như hồi nãy mình nói đó, mình nóng tính, chưa biết kiềm chế cái cảm xúc của mình, chưa có điều tiết được tốt đó. Rồi là mình trước giờ là mình đã trải qua mấy mối tình rồi? Mình trải qua kể cả chính thức và không chính thức là 5 mối tình rồi. Trong đó thì trong đó thì có 2 mối tình là nói chung là cũng gần đi tới kết quả rồi, nhưng mà đến cuối phút cuối thì lại không thành. Rồi vậy thì chia sẻ cho em 2 cái mối tình gần tới kết quả là mình quen bao lâu và lý do vì sao mình không thành ha. Có một cái mối tình đó là mình quen trong 8 năm. Thì khi mà mình quen cái mối tình đó là lúc đó là mình đang trong mình đang học đại học á, thì hai người cũng ở xa thôi, cũng xác định là khi mà quen xong thì cũng sẽ tính tới chuyện là tương lai. Nhưng mà đến khi mình học đại học xong á, bên kia hối cưới thì mình lúc đó thực sự là mình chưa có muốn cưới, mình đang muốn là lo cho công việc sự nghiệp của mình. Thành ra là lúc đó mình lại đi học tiếp thêm 3 năm cao học nữa. Rồi khi mà học cao học xong, người ta muốn cưới thì mình cũng chưa muốn cưới. Rồi cái là mình đi làm, mình từ Đà Lạt mình xuống thành phố mình đi làm. Thì trong quá trình một năm đó, tức là từ thì giữa hai bên nó cũng nói chung là cũng có ít liên lạc lại, rồi nó xảy ra nhiều cái xung đột giữa hai người. Thì cũng có một khoảng thời gian là tụi mình tạm chia tay. Nhưng mà sau đó thì hai người lại nói chung là lại quay lại. Thì khi mà quay lại rồi thì có nhiều yếu tố tác động này kia tác động. Khi đó mình cũng thời điểm đó là mình cũng 27 tuổi rồi, thì cũng bị hối cưới này kia, và hai bên là quyết định là
làm đám cưới. Nhưng mà khi mà đám cưới rồi thì nói chung là lúc đó mình cũng thực sự là mình chưa có sẵn sàng, mình chưa có sẵn sàng để cho cuộc hôn nhân đó, và mình cảm thấy như là lúc đó mà tình cảm của tụi mình không còn nữa. Nhưng mà đến khi đó thực sự mình chia sẻ thực sự luôn là lúc đó là bên mình đã có tổ chức rồi, mặc dù là chưa có đăng ký kết hôn này kia nhưng mà đã tổ chức rồi, và mình có chuyển về ngoài đó. Nhưng mà sau khi mà tổ chức bên nhà bên đó xong thì mình cảm thấy là mình với người đó sẽ không đi xa được và không thể tiếp tục được, không sẽ không thể sống với nhau được, cho nên là tụi mình chia tay. Và còn cái mối tình thứ hai của mình thì quen được khoảng là gần một năm, thì không biết làm sao chứ hồi giờ mình quen ai mình cũng toàn quen nó xa không à, hai mối tình đều ở xa hết. Và thực ra cái mối tình đầu tiên thì cái nguyên nhân chính thì cũng một phần là do người kia có người khác, tại vì mình biết là cái khoảng thời gian giữa hai người mà không liên lạc với nhau á, người kia quen một người khác thì mình đã chấp nhận, mình tha thứ cho rồi. Nhưng mà khi mà mình về ngoài đó để mà chuẩn bị làm lễ ngoài đó thì mình lại phát hiện ra là hai người đó vẫn còn qua lại với nhau. Thành ra mọi thứ nói chung là cũng đã xong xuôi hết trơn rồi, cho nên là vẫn cứ theo kế hoạch mà mình tổ chức thôi. Nhưng mà khi xong thì mình cảm thấy là mình không thể tha thứ cho được nữa đó, thì thôi tốt nhất là bây giờ hai người chưa có ràng buộc gì với nhau, chưa đăng ký kết hôn mà cũng là chưa có con cái này kia, thì thôi hai người tạm chia tay. Rồi còn cái mối tình thứ hai nữa. Dạ rồi thì... ok, cho em hỏi cái mà tổ chức đám cưới đó là tổ chức ở đâu chị? Mình tổ chức ở trên nhà mình, ở trên Bảo Lộc rồi. Và ở nhà bên kia cũng có tổ chức rồi. Nhà bạn kia là ở đâu, quê ở đâu? Quê ở Quảng Nam. À, là cả hai bên là đều tổ chức đám cưới ở quê hết rồi. Đúng rồi. Là coi như là về cũng chưa kịp chung sống hay là có ở với nhau được ngày nào, tháng nào không chị? Tức là mình có về ngoài đó, mình ở một tuần, nhưng mà hai người thì nói chung là ở một tuần thôi, nhưng mà không phải là chung sống như vợ chồng. Và cái chuyện này thực sự là mình rất là ngại chia sẻ ra bên ngoài. Mình rất ngại chia sẻ và mình cũng không muốn mọi người biết cái chuyện này của mình. Tại vì khi mà chia tay xong á, thì tại vì cái mối tình là mình quen rất là lâu, nhưng mà mình không nghĩ cái người kia họ là cái người như vậy. Tại vì họ sau khi chia tay rồi mình cảm thấy họ rất là cạn tình á, nên là bây giờ mình thực sự mình không muốn nhắc tới những cái chuyện đó nữa. Người ta rất là chi ly này kia, bởi vì khi mà mình quen người ta, thời điểm đó là mình đang còn đi học, mình tự thân, mình là tự lập từ nhỏ, mình tự lo tự đi học. Nhưng mà trong quá trình mà mình đi học thì người ta đã đi làm rồi, mình cũng không nhờ vả hay là không xin bất cứ một cái gì của người ta hết. Nhưng mà khi nghĩa là bây giờ là chị với người đó là có còn liên lạc gì với nhau không hay là sao? Đứng là nước đi. Okay. Hai người không với nhau nữa. Chỉ có là người nhà bên đó thì vẫn rất hay thường xuyên liên lạc với mình. Thì hồi đầu mình cũng hay liên lạc lắm, nhưng mà phía bạn bè mình với người thân mình nói là người ta đã như vậy rồi thì tại sao mình phải liên hệ với người ta làm cái gì. Nói chung là bên gia đình mình thì phản đối mình cái việc mà vẫn còn mối liên hệ với gia đình bên đó. Nhưng mà tại vì mình thì mình quan niệm là người ta quý mình, người ta mới liên hệ với mình. Nhưng mà sau này thì mình cũng giảm bớt á. Rồi ok, thì chị chia sẻ như vậy để em hiểu cái câu chuyện và những chuyện mình đã trải qua ha. Thì bây giờ là mình mong muốn tìm một người như thế nào? Mình thì bây giờ mình mong muốn tìm một người là trước tiên là người ta phải có cái cuộc sống ổn định rồi này, có công việc ổn định, thu nhập ổn định, và người ta phải có một cái nền tảng tài chính, rồi người ta biết lo cho, quan tâm lo cho gia đình. Đặc biệt là không có lăng nhăng, tại vì trước đây mình nói là 5 mối tình vậy thôi, chứ thật ra là chỉ có 2 mối tình là chính thức thôi, và những mối tình kia thì giống như kiểu là mình cảm nắng, mình có tình cảm với người ta, hoặc là có những trường hợp là hai bên đều có tình cảm với nhau nhưng mà không thể, cái mối tình nó sẽ không thể đến được với nhau, nên là hai bên chỉ có dừng lại ở cái mức bạn bè thôi. Đó. Còn mối tình thứ hai của mình thì mình cũng quen người đó, và trong khi đang quen thì người kia cũng quen người khác, cho nên là bây giờ mình muốn tìm một người là trung thủy á. Dạ rồi, về tuổi tác cùng miền của người này thì như thế nào, và người ta đã từng lập gia đình thì có được không chị? Nếu mà đã từng lập gia đình rồi thì phải xem là cái người này mình phải, lúc đó là mình sẽ phải tìm hiểu xem là tại sao người ta bị đổ vỡ.
ví dụ như cái là chuyện của ý là mình chẳng chị hạn. được hay không á, Ừ. còn tìm hiểu lý do thì bên chương trình ta cũng sẽ tìm hiểu trước rồi. Không, bây giờ mình thì mình thật ra với cái tuổi của mình đấy thì cái chuyện mà những người mà chưa lập gia đình thì chắc là cũng hiếm, nhưng mà mình vẫn muốn là ví dụ như là nếu mà chưa có gia đình thì càng tốt, hoặc là nếu mà có rồi thì không bị vướng bận bởi chuyện là có cái rồi con, bởi vì mình biết có nhiều mình thì mình không quan trọng là con của người ta hay con của mình, nhưng mà mình chỉ sợ cái vấn đề mà khi mà về rồi á thì nó sẽ còn những cái mối liên hệ với người cũ, thì nhiều khi người ta bảo mà tình cũ không đủ cũng đến đó, mình thì mình sợ cái vấn đề đó. Rồi tuổi tác vùng miền của người này thì như thế nào chị? Tuổi thì tất nhiên là phải hơn tuổi mình, ví dụ như là không lớn quá là được, mặc dù ví dụ như có thể là 7x đời cuối nhưng mà nhìn nó không có quá chênh lệch so Rồi với cho mình. em cái chi tiết cho em luôn là độ tuổi nào tới độ tuổi nào chị ơi? Từ khoảng 78 trở về 87 nha. Rồi sinh năm 78 trở về 87 đó, em chỉ cần những cái chi tiết như vậy vào chi tiết luôn thì tụi em sẽ dễ tìm hơn. Vùng miền chị có yêu cầu gì không? Mình trừ Thanh Hóa ra nha bạn. Thanh Rồi Hóa, Nghệ An. Thanh trừ Hóa, Nghệ Thanh An, Hóa, Nghệ tỉnh. An. Dạ rồi, ok. Cảm ơn chị Duyên cũng đã rất là cởi mở để chia sẻ cái câu chuyện của mình ha. Thì sau đây nếu mà mình được chọn và có cái người phù hợp á, thì chương trình sẽ thông báo cho mình biết, mình cố gắng sắp xếp với chương trình ha, để làm việc với biên tập cũng như là chuẩn bị cái nội dung để mình tham gia ghi hình nếu có người phù hợp nha chị. Rồi rồi, chị cảm ơn nha. Dạ rồi, em chào chị ạ. Mình xong rồi đó Ừ, chị. chị cảm rồi chị cảm ơn em, chào em.